kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay, Thời sự 24h HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Sự thật bất ngờ về những người hành nghề vô gia cư. Quý vị thân mến, sau khi phát hiện tình trạng người vô gia cư giả tràn lan trên các tuyến phố lớn của thủ đô nhằm trục lợi bất chính, phóng viên VTV đã phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành xác minh làm rõ nhân thân, lai lịch của các đối tượng này. Nhiều sự thật bất ngờ đã được làm sáng tỏ khi những người vô gia cư giả bị đưa về trụ sở công an. Đều đặn như thường ngày, hai mẹ con bà Luân lại ra ngã tư quán sứ Hai Bà Trưng hành nghề vô gia cư. Mẹ ngồi bên phải, con ngồi bên trái đường, không để sót bất cứ đoàn từ thiện nào đi qua. Nhà bà bây giờ mất gốc, bà không có gia đình gì, cho bà xin cái phong bì. Tại sao những người kia có mà bà hoàn cảnh như thế này lại không có phong bì? Bà Nguyễn Thị Luân ở Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội nói, không xin được tiền, bà Luân quay lại vị trí cũ, nhưng ngồi chưa kịp ấm chỗ, đã có một đoàn khác tới. Đoàn này không có quà, không chăn màn quần áo, cũng không có phong bì, chỉ có chiếc xe thùng được sử dụng để đưa tất cả những người vô gia cư giả về trụ sở công an phường Trần Hưng Đạo. Lúc này không có ai nhận mình không nhà. Dù tỏ ra hối lỗi, nhưng tất cả những người vô gia cư giả đều được đưa về trụ sở công an phường để xác minh làm rõ. Đối chiếu với dữ liệu dân cư, cơ quan chức năng khẳng định tất cả những trường hợp này đều có nhà cửa gia đình tại Hà Nội. Một số người còn có nhà ở mặt tiền những con phố lớn. Thậm chí, trong đống đạo cụ hành nghề vô gia cư của bà Luân, cơ quan công an còn thấy một cuốn sổ đỏ với diện tích hơn 100 m2 đứng tên bà Luân tại quận Nam Từ Liêm. Cán bộ thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội cũng đã đến xác minh. Tuy nhiên, không có bất cứ trường hợp nào thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước. Nếu tiến hành các hoạt động từ thiện, phải xác định rõ có đúng là người vô gia cư khó khăn thật sự hay không để tránh xảy ra tình trạng người vô gia cư giả thu lợi bất chính. Công an phường sẽ truy quét những người lang thang này để đưa về trụ sở công an và có biện pháp xử lý. Đại úy Nguyễn Minh Anh, Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, tất cả những trường hợp người vô gia cư giả bị đưa về trụ sở công an phường đều được yêu cầu viết cam kết không tái phạm, sau đó bàn giao về cho địa phương quản lý. Bắt đầu từ tối ngày 30 tháng 12, trên các tuyến phố lớn ở Hà Nội không còn thấy bóng dáng của những người vô gia cư giả lang thang xin quà từ thiện. Phải công bằng với nghệ sĩ, lên án được thì bảo vệ được. Quý vị thân mến, khi cộng đồng xã hội đòi hỏi nghệ sĩ là người của công chúng phải nêu gương, không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật thì phải công tâm công bằng với nghệ sĩ. Tại hội nghị đánh giá kết quả hoạt động thông tin điện tử năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023 vào ngày 22 tháng 12 vừa qua, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, trưởng phòng thông tin điện tử, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình xử lý những cá nhân hoạt động nghệ thuật có hành vi vi phạm đạo đức pháp luật. Nghệ sĩ được yêu hay bị ghét là chuyện bình thường, người càng nổi tiếng thì càng bị ghen ghét, dễ rơi vào tình trạng bị tố cáo, thậm chí vu khống. Đây là rủi ro khó tránh. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi bị dư luận tẩy chay chỉ vì một hành xử thiếu văn minh, văn hóa. Cái khó của người của công chúng là ở chỗ đó. Khi có tố cáo, các kênh truyền thông đưa tên tuổi, hình ảnh của nghệ sĩ lên để hạch hỏi, thậm chí bêu diếu, ai bảo vệ. Có những nghệ sĩ sống và làm nghề đàng hoàng, cống hiến cho nghệ thuật, chỉ bị một lời vu cáo, ảnh hưởng đến sự nghiệp, vợ con gia đình. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tâm sự với phóng viên Lao động rằng, vẫn biết đó là một hành động mạnh để nghệ sĩ có những lựa chọn đúng đắn trong hành xử. Tuy nhiên, tôi mong có những quy định chi tiết hơn để nghệ sĩ hiểu rõ. Đồng thời, nghệ sĩ cũng muốn được bảo vệ khi bị bôi nhọ, vu khống, đặt điều, tấn công, trong khi họ tôn trọng pháp luật, không tự phát chống trả. Không chỉ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà tất cả người làm nghệ thuật đều có suy nghĩ và tâm tư như vậy. Có những quy định để nghệ sĩ biết tự đưa mình vào những nguyên tắc, quy định khuôn khổ, tôn trọng khán giả và người hâm mộ, sống có trách nhiệm, truyền cảm hứng cho cộng đồng. Ai sai thì người đó bị xử lý, bị trừng phạt, bị phong sát, nhưng phải bảo vệ nghệ sĩ sống tốt, cống hiến thực sự cho nghệ thuật. Người nổi tiếng, người của công chúng vi phạm pháp luật thì bị xử lý theo pháp luật như mọi công dân khác. Tuy nhiên, người của công chúng thì không thể đứng trước công chúng khi họ chơi chất cấm, cưỡng dâm, ấu dâm, bởi vì có nhiều thanh thiếu niên xem họ là thần tượng hoặc ít nhất là ngưỡng mộ họ, rất dễ bị ảnh hưởng từ những hành vi tiêu cực của họ. Cho nên, trong khi chờ đợi pháp luật bảo vệ mình, Trước hết, nghệ sĩ phải tự bảo vệ mình bằng cách sống và làm việc có đạo đức, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Ai vai to, tất vác nặng, nghệ sĩ là người của công chúng, dứt khoát phải chịu được áp lực từ công chúng, đó cũng là lẽ công bằng. MC Thành Trung, ca sĩ Minh Quân tham gia Táo Quân của VTV. Quý vị thân mến, sau Công Lý, Xuân Bắc, MC Thành Trung và ca sĩ Minh Quân đã có buổi tập đầu của Táo Quân 2023. Ekip sản xuất chương trình Gặp Nhau Cuối Năm Táo Quân 2023 đang tích cực tập luyện cùng với các diễn viên tham gia từ ngày 16 tháng 12. Ngoài nghệ sĩ Chí Trung, Vân Dung, Quang Thắng, Quốc Khánh, MC Thảo Vân, nghệ sĩ nhân dân Công Lý, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, MC Thành Trung và ca sĩ Minh Quân cũng xuất hiện trong các hình ảnh tập luyện của dàn diễn viên năm nay. Chia sẻ với Vietnamnet, MC Thành Trung chia sẻ, năm nay tất cả những ai đã từng tham gia đều quay trở lại để tri ân. Vì vậy tôi cũng góp mặt với vai rất nhỏ. Như vậy, khán giả yêu thích chương trình có thể sẽ gặp lại rất nhiều gương mặt quen thuộc trong ngày 30 Tết. Thành Trung tham gia chương trình Gặp Nhau Cuối Năm bắt đầu từ vai trò hoạt náo viên những năm 2004-2005. Sau đó, bén duyên với sân khấu Táo Quân bằng vai Táo Y Tế trong 2 năm 2007-2008. Sau đó, anh đảm nhận vai Táo Nông Dân năm 2009, Táo Quy Hoạch năm 2010 và vai Người Nhà Thiên Lôi năm 2011. Trong Táo Quân 2012, Thành Trung vào vai Táo Điện Lực. Từ cuối tháng 12, nhiều nghệ sĩ như Chí Trung, Vân Dung đã chia sẻ các hình ảnh tập luyện Táo Quân 2023. Đặc biệt, sự trở lại của nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc và nghệ sĩ nhân dân Công Lý khiến nhiều khán giả tỏ ra phấn khích vì sẽ được chứng kiến những màn đối đáp ca múa hài hước của bộ đôi này. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý và nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đảm nhiệm cặp đôi Bắc Đầu Nam Tào suốt gần 20 năm của Táo Quân. Năm 2020, Táo Quân phải tạm dừng sau 16 năm phát sóng liên tiếp, gây nhiều hụt hẫng, tiếc nuối cho các khán giả. Thay vào đó, VTV chiếu chương trình hài với hình thức mới, nhân vật chính không còn là các ông Táo, bà Táo thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông cùng người dân làng Vũ Đại đang mong muốn phát triển du lịch để làm giàu trong thời hội nhập. MC Thảo Vân cũng không xuất hiện ở cuối chương trình để chào kết như mọi năm vì format thay đổi. Gặp Nhau Cuối Năm Táo Quân được khán giả truyền hình yêu thích vì nội dung hài hước, trào phúng, có nội dung đả kích, thâm thúy khi nhìn lại những sự việc có tính nổi bật mỗi năm. Từ khi lên sóng tới nay được 20 năm, Táo Quân trải qua nhiều thăng trầm về chất lượng nội dung, nhưng dàn nghệ sĩ hiếm có sự thay đổi lớn vì đã quen mặt với khán giả. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.